giả, bây giờ là 17 giờ 30 phút. Xin mời quý vị theo dõi Việt Nam hôm nay, nơi hội tụ dòng chảy tin tức trên kênh VTV1. Để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Mới đây thì công ty A.O. Smith Việt Nam đã triển khai chương trình không khí sạch học đường, hỗ trợ trang bị 100 máy lọc không khí cho một số trường mầm non trên địa bàn thành phố. Giải pháp này nhằm đảm bảo môi trường trong lành, khử khuẩn, giúp cho hệ miễn dịch của các con khỏe mạnh hơn. Chương trình sẽ kéo dài cho đến khi Việt Nam công bố hết dịch. Cùng với đó, các trường tăng cường theo dõi thể trạng, đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Các khu bếp ăn, dụng cụ chế biến và nguồn thực phẩm đều được khử trùng an toàn. Cảm nhận rõ rệt của chúng tôi khi mà tham gia cái dự án không khí học đường đó là sau các bữa trưa của các bạn thì chúng tôi cảm thấy là mùi thức ăn cũng không còn bám lại nữa, và những cái lượng bụi mịn cũng như là bám ở trên sàn nhà cũng như là trên giáo cụ thì giảm đi rõ rệt, và buổi trưa thì các con ngủ sâu giấc hơn, môi trường cảm thấy là trong lành hơn.